Hi, Missy xin chào các bạn. Tiếp tục với phần English words you may pronounce wrong. Những từ tiếng Anh bạn có lẽ phát âm sai. 6 từ tiếp theo các bạn nhé. Rồi, từ đầu tiên á, động từ sẽ là gì đây? Đặt trước, đặt chỗ trước ha. Reserve. Reserve. Nó cũng giống như từ book ha. Reserve. Rồi tiếp, còn danh từ của nó sự đặt chỗ trước. Cái này sẽ là reservation. 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 Lại nhé, động từ sẽ là reserve. Reserve. Danh từ sẽ là reservation. Rồi tiếp, quả lê của mình á, thì mình sẽ đọc là pear. Pear, không đọc là peer nhé. Pear. Rồi tiếp, hai từ này, thật là cùng là một từ các bạn ha. Nhưng mà nếu mà là động từ á, thì nó có nghĩa là xé hay là làm rách vân vân. Thì cái này có nghĩa là, cái này mình sẽ đọc là tear. Tear. Nhưng mà nếu là danh từ là nước mắt các bạn ha, thì nó lại là tear. Tear. Vậy các bạn nhớ nha, cùng một từ, động từ sẽ là tear, danh từ sẽ là tear. Right, number 6, cái này sẽ là besides. Besides. Các bạn nhớ nếu mà nó không có S, nó có nghĩa là bên cạnh, nó giống kiểu next to á ha. Tôi sẽ luôn luôn bên cạnh bạn, kiểu như vậy. Còn nếu mà besides có S thì có nghĩa là ngoài ra hay bên cạnh đó nhá. Besides. Besides. Lại ha. Động từ reserve, danh từ reservation. Reservation. Quả lê của mình sẽ là pear, xé làm rách. Tear, tear. Nước mắt sẽ là tear, tear. Bên cạnh đó ngoài ra sẽ là besides. Okay, that's how. Goodbye. See ya.